Cái gì đây? Nào. Ây da. Đây, đây, bắt tôi đi này. Này, này, nhìn này. Nhanh lên nào. Chờ tí đã nào. Này, đi. Đâu, đâu. Này, chỗ này này. Cậu đi đằng này đi. Ôi, ấy à. Tớ cũng đang đói bụng đây. Ý cậu chung với ý tớ đấy. Hay wow. Lu ơi, chúng mình vào thôi. Cậu lại ăn một mình thế? Ngon quá. Cậu chịu khó chờ món tiếp theo đi. Ngon thật đấy. Đây nữa. Để tôi xem nào. Sao lại danh của tớ? Có cách rồi. Ui, cậu soi gương đi. Hey. Soi gương đi. Chết rồi. Mặt cậu. Cậu làm sao thế kia? Chết rồi. Mặt cậu ý. Cậu soi gương mà xem. Cậu làm sao đấy? Nhìn đây này. Chết tớ rồi. Tớ bị làm sao thế này? Bun ơi, cứu tớ với. Thôi thôi, cậu tránh xa tớ ra. Tớ sợ bị lây bệnh của cậu lắm. Bệnh này của cậu là do ăn nhiều vừng đen nên nó phát ra ngoài đấy.
Thôi thôi. Món nem bằng vừng đen đây. Em không bắt được đâu. Cho em ạ. Cùng nhau hát chung bài ca về tháng năm tuổi thơ tươi đẹp, chuyện vui của Lu và Bun nên ngây thơ hồn nhiên trong sáng. Năm tây tung tăng đồ vui cùng bạn bè khắp châu nơi nơi, có cây sắc muôn ngàn hoa, ong bướm luận vui cùng hát ca.